Hello tất cả mọi người nhé. Sau một hồi loay hoay trong rừng, cũng vừa mệt vừa khát rồi các bạn ạ. Thế hôm nay may mắn lại tìm lại được cái gốc nho ngày xưa các bạn ạ. Đây này, đây là một cái gốc nho rừng nha mọi người. Nho rừng rất là, cái quả của nó rất là chua luôn. Nếu mà lúc mà chín hẳn ấy, thì nó cũng có một cái vị ngọt. Nhưng mà vừa ngọt vừa chua, chứ không phải ngọt hẳn như kiểu là nho trồng đâu mọi người. Đó thì trước là mình có qua chỗ này, là mình có gọi là chặt thử cái dây này để uống nước rồi mọi người. Đó, cũng rất là nhiều nước. Thì hôm nay rất may mắn là mình lại có dịp quay trở lại đây, thì các bạn sẽ cùng mình lại uống nước nho một lần nhé mọi người. Không phải là nước quả nho mà là nước dây nho các bạn ạ. Đó, thì mình sẽ tiến hành chặt, không biết là mùa này nó có nước không nữa. Chặt một cái gốc mà đây, chặt cái dây nó hơi bé này mà thôi, chặt hẳn cái cành nó đang cong rồi. Đập vỡ điện thoại thì nguy đấy. Okay. Có vẻ là hơi khô các bạn ạ. Đó, chả thấy giọt nước nào. Nhưng mà mình hy vọng là khi chặt đứt trên này thì nó để nó thông khí, nó sẽ chảy xuống. Trước tiên là làm sạch cái đầu bên dưới này đã, để tí nữa mà nếu mà có nước thì là nó sẽ không bị bụi vào đấy. Đó, hy vọng là mình chặt một phát trên này nước sẽ tuôn như mưa ấy mọi người. Mà không biết mùa này có nước không, mà tùy mùa các bạn. Vẫn có. Một ngụm đầy miệng đúng không ạ? Đó, như kiểu là này, con tưởng tượng đây như kiểu là một cái ống nước mọi người. Đó, bên trên này mà nó bị bịt lại là bên dưới nó không, nước nó không xuống được. Đó, lúc mà chặt đứt một phát đầu kia là nước nó bắt đầu nó mới tuôn xuống này. Đó, bây giờ mình nghiêng này nó lại không chảy. Đó, bây giờ mình bắt đầu nghiêng lại uống nhé mọi người. Nghiêng lại nước lại tràn xuống này. Quay gần để các bạn xem là cái nước của nó ra to không nhá. Có ra nhiều không? Mấy ngụm cũng đỡ đỡ rồi các bạn ạ. Cảm thấy tươi hơn hẳn. Đây này, cái dây là dây nho các bạn, nó dây nho lâu năm rồi nó mới to được bằng này. Dây nho rừng nhá. À, không biết là mùa này có vẻ là hết qua mùa các bạn, mình không nhớ không rõ là cái mùa nho này là vào mùa nào nữa. Bây giờ giải quyết được cơn khát xong là lại tiếp tục cuộc hành trình nhé mọi người. Tiếp tục đi lên, đi lên chinh phục cái ngọn núi này các bạn ạ. Đồng hành cùng mình tiếp theo nhé. Chỗ này lác đác rất là nhiều những cái
cái đoạn gỗ quý các bạn ạ. Đó, gỗ này gỗ nghiến này. Đây. Ai cũng đi qua cũng đeo đeo qua rồi. Này, các bạn thấy không? Đó. Nó là đỏ chót luôn. Đó, một cái màu đỏ đen rất là cứng cáp này. Đấy, bạn nghe tiếng chặt của mình à, cũng phần nào đó hình dung rồi đúng không? Đây rất là nhiều này, đây có những khúc, đây một khúc này, kia cũng có một khúc này. Đó, nhìn vẻ bên ngoài có vẻ là hơi hơi mọt rồi, nhưng mà bên trong nó vẫn còn nội thất vẫn còn ngon lành nhé mọi người. Đây là một cái loại quả. Rất là thơm các bạn ạ. Đó, cái mùi của nó. Thơm đặc biệt, một cái bụi mùi mà không thể lẫn vào đâu được. Cái quả của nó cũng rất là ngon này. Nhưng mà bây giờ chưa đến mùa quả các bạn ạ. Chim nhiều các bạn ạ. Cũng định mang súng cao su ở đây để bắn chim, nhưng mà mùa này nó kiểu là đang mùa sinh sản các bạn, cho nên là mình cũng mùa này không nên săn. Mùa này bắn lỡ bắn chết con mẹ là còn một tổ con là không có ai chăm đâu mọi người.